À, đã đến nhà rồi quý vị. Liễu dưới sập đến nhà, trồng 2 bạc thuốc. Có sổ quá trời, có thui luôn rồi sao cô. Trọng Nhân ngủ trọng hả cô? Chiều giờ đi Trọng Nhân có khóc không cô? Không. Ngoan hen. Dễ lắm nè. Dễ lắm hen. Thì có cự, có cự, có ghe gì không? Có em Thành xuống nè. À. Nói nè, tắm gọi đi để cho con tắm nó lợn nữa. Giờ nay dặn là mình nó à, sáng là mình tắm gọi chiều á là mình nó thôi. Dạ. Em á Thành xuống đây nữa. Dạ. Yeah. Nói tắm chưa lấy ra trời tắm tắm gọi. Thành xuống tắm nữa hả? Ừ. Cái này tưởng đau đau mình nó đi giận ai giận không? Sắp rồi vậy. Chiều đau mình nó thôi. Rồi nó rồi với các con nó em Thành tắm. Dạ. Nhà có những cháu phụ không à, cậu Tấn? Có chút xíu thôi đi bả giữ luôn em. Dạ. Có biết giữ gì làm sao? Không biết giữ là sao? Cha lại cha nóng hỏi cho. Dạ. Lan chó Tấn, lan chó Tấn. Ở đây một chữ mưa lắm. Đây che tấm này hết rồi. Mưa. Lan chó Tấn ơi. Đó. Mẹ ngộ rồi. Đâu thuốc men đâu rồi, chuẩn bị đem ra lát chia. Mắt tắm chưa? Chưa. Chưa mắt tắm hả? Biết chia ra là ngày bao nhiêu viên không? Ngày bao nhiêu lần biết không? Tháo nón ra đây cho đẹp trai sập đây. Nè, bịch đi nè. Sập, sập, kỹ lắm rồi nghe. Bọc viên, bọc viên. Bây giờ cắt qua trước. Đúng rồi, liễu trước. Đúng rồi, liễu trước hả? Ừ. Sao không cắt qua em trước mà cắt qua lẫn trước ấy sao? Cắt, ăn vô mới biết. Ừ. Của em để riêng nha, gọn nha. Cắt này chưa cột rõ rồi. Bột nè. Cột nhỏ đó. Ra đi. Xích em gần đây đi. Nhìn vào bột cái nữa. Cái viên nào nói. Nè, cái này rồi, sáng một viên, tối một viên. Cái riêng bên này sập đựng móc ra lộn. Ừ. Ủa liễu, cầm cái khác không biết. Đến bây giờ là uống thuốc không biết thuốc này thuốc gì luôn hả rồi hả sập. Thuốc có liễu không biết. Thuốc em uống kìa. Thuốc bỏ rượu. À vậy ha. Bọc không trống lắm. Bọc á. Ủa bọc có liễu còn nè. Còn bọc không có thông cọc. Cái này cũng liễu phải không? Ủa có liễu đó. Cái này sáng tối đều có hết nè. Thuốc này nè. Bọn cái lưu cột, bọn không uống xong rồi tháo ra chừa lại phải không? Mày uống liễu á. Ừ, tiết kiệm là chứ gì. Chịu không bỏ bọc nè. Ủa thuốc này thì của ai vậy? Uống liễu á. Phải không? Liễu có ghi đó. Đó. Trong hộp này hả? Ừ. Bọc này là bỏ một ngày phải không? Uống liễu còn tính giấy đó. Nè, có ghi chữ liễu nè. Sáng tới một viên. Một bọc nè, một ngày phải không? Bỏ vừa. Ngày. Bỏ. Lần. Lần một hả? Một bọc là một lần. Nó không biết chia ngày luôn hả? Rồi biết chia. Có bọc nhỏ là uống một ngày biết, không biết luôn. Vậy là cuốn liễu rồi mấy cây. Cái này nó phải không? Ừ. Liễu có 3 hộp bây giờ. Rồi. 3 hộp. Vậy là tối là uống 3 viên. Hai viên này với viên này. Sáng uống 1 viên. Ủa chú tối sáng uống 2 viên. Tối đó. Còn cái to là uống sao? Nè, Tuấn hôm nay dạng sao quên rồi. Có nghĩa là buổi tối là uống sao? Bịch nào? Bịch, vậy cho nhớ luôn. Bịch nào tối sáng á. Tối sáng như thế nào á? Hôm bữa anh dặn em sao? Cái viết liền ghi vô đây. Ủa chứ đâu biết chữ. Biết chữ, biết chữ thì mình đâu có cắt chỗ này chứ. Khỏi đi, bịch nào để chơi, để dưới, trên dưới là đụm mặt. Ờ, bây giờ là tối lại dưới, sáng ở trên. Trên nào? Trên nóc nhà. Dạ hả? Ừ. Ngủ hả? Ừ, mỗi lần uống dụng nước nhà chứ đó. Nước nhà nào đâu? Ừ, mỗi lần uống lên nước nhà lấy. Là trên. Còn tối thì để thuốc dưới nhà á. Mà cái to sao nè, này sáng. Cái này là buổi tối nè. Đúng không? Sáng hay gì đó hả? Thôi to là coi. Nè. Cái hộp tôi có ghi đó. Cái này nè. Này tối là 3 nè.
sáng nè. Đủ đủ. Sáng này nè. Cái hộp này là của cái này hay vậy? Nè. Sáng đó. Sáng như đây ha, sáng 2 viên. Sáng 2 viên, chiều 3 viên. Nhớ không cần. Không đây. Một phút rồi. Sáng 2 viên, chiều 3 viên. Cái bột nó bột nhỏ rồi. Rồi xuống dưới rồi đủ rồi. Sợp ngủ vậy ta? Chưa thuốc mà. Ừ. Chưa thuốc mà. Còn thuốc cũ còn nhóc mà. Ngủ mà. Lát uống thuốc nghe sợp. Ừ. Em cũng lên đỡ lắm đó sợp. Cái này có không đủ không? À. Nếu mà không chở em đi bệnh viện mấy tháng nay chắc không biết vợ khỏe như thế nào nữa. Có không đủ bọc rồi. Không đủ hả? Thuốc này còn nhóc rồi không được. Cái này mốt cắt được không? Bây giờ cắt đỡ cho em uống 5-7 ngày đi rồi sau này đi mua vô thôi, vô thôi cái đó còn nhiêu nữa, còn có mấy lần nữa, thuốc cũ á. Thuốc cũ còn nhóc. Nhóc được không mấy lần. Uống sao mà còn nhóc chứ hả? Bỏ cử. Bỏ cử luôn hả, giấc lúa. Đi giấc lúa, ừ. Giấc lúa bỏ cử luôn hả? Rồi đó uống cử rồi, đó gì uống cử nữa. Nè, nhóc trong này nữa không? Nè, nhóc còn nè. Ở trong giấy nè, thấy không? Nè, có giấy nè. Đâu bịch đâu? Bịch đó lên hết bịch rồi. Bịch lại uống trừ lại buồn lại. Buồn vậy đi hả? Uống rồi bỏ trừ lại. Kỹ hết biết không? Rồi đâu cháu uống sợp rồi. Hả? Chưa sợp. Cái này là đang không vô tối hay sáng? Ba viên là tối. Ba viên là tối phải không? Ờ... thuốc cũ tôi uống nè. Uống trường ca nướng lắm. Trà đó á. Cái trà uống không được em uống suối á. Cái nước bình lọc này là sáng nè. Ăn trà này ha. Mở chai đó lên là tối nha. Ủa, sáng đó lên là... Cái đó ra vô sáng vô tối. Này vậy sáng nè. Sáng vô vô tối à. Tối cùng chai này. Còn một tháng rồi hả? Nhiều quá rồi. Thôi. Có bọc thêm không Tính? Ê. Còn bọc này không? Kiếm là trời. Cái hổng nhóc luôn mà. Nghe không? Trời ơi, vậy mà nói còn bịch nhiều. Biết nãy ghé chợ mua luôn. Tuyệt tình. Vậy không nhìn trống luôn mà không còn bịch nhiều. Hiểu rồi. Đi tắm gì. Đâu rồi bịch đâu rồi? Hết bịch rồi. Bịch rồi. Nè, mới đổ ra nè. Bịch á. Ê, em uống hết thuốc cũ đi. Còn thuốc mới để đó đi. Hết bịch rồi, mà mai mốt Tướng nó mua vô xã mua cho Tướng. Những chưa bạc giảm nhớ nha, không có nhớ. Vô xã mua đi rồi mấy anh em xuống chia ra. Uống rồi đây nha. Tự nguyện nha. Còn bịch nữa. Có 2 bịch lắm mà. Còn bịch bự hơn mày tệ ra nè. Uống đủ. Chia đưa, bịch nhỏ đó. Ừ. Cũng sạp còn nhiều thuốc quá. Nhiều thuốc còn sạp bỏ cử nhiều. Còn thuốc quá trời. Không đi dắt thuốc đi thời gian vậy đó. Để không mà. Để sáng nè. Dạ con thôi á. Sáng lên bỏ vô cái bơ. Vô cái bình đi mũ cái nào mà sáng để vô bình cái luôn mà. Nè sáng bỏ trên cao, tối bỏ dưới thấp. Rồi vậy đi. Vậy đó. Bây giờ không còn bịch nè. Bỏ vô luôn đi cái đằng sáng á. Rồi, hết mệt rồi. Ba sáng bài gì không? Sao tối? Sáng hai viên. Tối bài gì không? Mắt mà tắm. Tối bọc đâu? Đúng rồi. Vô cái mặt rồi. Tối. Không có được còn dẹp nữa. Đây là kia. Đây là kia.
Lúc nữa là chưa. Rồi. Đâu bịch đâu? Có mấy cái là đủ mà. Mày ơi. Nhiều lắm mà sao đủ? Nhiều phòng rồi. Mưa. Mưa tới rồi. Tới. Hết tập rồi. Cái bịch này là của cái tối này thôi. Bịch nó gọn luôn nha. Cái này khỏi cắt đi, còn thuốc nhiều muốn cắt. Để nó dẹp ạ. Vậy thôi. Mấy người tủ đi. Còn mèo không có lấy thuốc gọn mà uống chết á. Chứ tao uống như nào. Tắm đây. Tao uống không đủ tủ thì sao tại. Không đủ là chia nữa, nhiều uống nhiều. Uống nhiều. Nhiều uống cũng được nhiều ngày mà. Bỏ con thuốc. Uống một xuống nữa là chia nữa. Mỗi khi. Chia nữa. Nhiều tới luôn rồi. Nè cũng mua. Thôi. Rồi hết bọc. Nó là dồn thuốc vô bọc. Dồn vô đó luôn đi. Bọc. Vô tới đi. Thôi. Có hai viên hả? À? Có ba viên. Cô này lát vô chọn dặn ông chỗ nào tối chỗ nào sáng nữa mới được. Để chỗ nào luôn. Tối hai viên phải không? Hai có ba. Bây giờ hôm nay sáng là em để đâu thì em để y chang vậy. Tối ba viên nè, tối nè. Sáng hai viên hả? Sáng hai viên. Rồi nhớ rồi, cái này bận đầu sáng đâu để. Hôm nay em để chỗ nào là em để y chang vậy không có. Để qua đây luôn, mất luôn à. Sáng hai viên nè. Rồi. Chiều ba viên, dưỡng liệu. Hết bận luôn không? Hết rồi. Hết gồm vô. Mưa tới luôn, lớn đằng kia luôn. Mình cứ thả nữa luôn. Ở đây này gì? Bỏ vô đi. Cái này bỏ một viên không? Đây là bọn mình bỏ thuốc luôn. Cái này bỏ vô với lọt luôn nha. Vì đó cũng được 10 ngày không? 10 ngày ạ. Đưa đây. Dẹp không dẹp hút lộn lắm. Dẹp hút lộn lắm. 8 ngày. 8 ngày bữa này. Bữa này như. Dẹp cái này dục lắm. Dẹp kéo vô đi. Thôi. Để bữa hợp vô đây đi. Bữa này bữa tối. Kháng đó. Rồi sáng hôm nay để đâu? Để đi trang về. Để vô chỗ sáng đi. Rồi sáng để chỗ nào? Sáng để chỗ nào? Rồi tối nè, để đâu để đi. Tối nhớ nha. Tối. Thuốc này thuốc chưa chia nha, để dành riêng nha. Cất riêng tủ đi, cất riêng tủ đi. Thế thôi lộn đó. Rồi chỗ nào sáng chỗ nào tối nhớ lại coi, chỉ lại coi. Đâu chỗ nào sáng? Sáng trên đầu tủ không liệu? Liệu sáng ở trên đầu tủ nha. Tối ở bên đây. Ừ. Nhớ chỉ liệu nha. Bệnh nhân đây. Bệnh nhân ngủ ngon. Tủ chảy đá được chưa mà em để vô hả? Sửa chưa? Sửa chưa? Hả? Đúng đó, giờ cũng sửa, đâu đặt đâu để vô chị? Đặt cứng nhắc nguyên cục không? Thôi cứng nè. Tân ơi, Tân tủ lạnh sửa chưa bạn liệu ấy thuốc à? Ủa ấy nước à? Đã đỡ rồi đó. Rồi đó. Không. Mà nó đạt không? Đạt luôn không hả? Trời ơi, không kêu qua hành vô. Thì mưa này có nhớ ai không ta? Nhớ. Nhớ ai? Nhớ người yêu. Tân. Nhớ người yêu hả? Nhớ sao không điện?
sạc pin hả? Ngày nay chiều giờ rẻ có điện không? Không luôn hả? Điện chút chưa đó. Điện chút chưa hả? Điện nào sao anh nghe? À, chưa em điện mà không được đó hả? Rồi giờ rẻ không có điện lại hả? Ủa ngày nay chắc đi bán rẻ gì ta? Rồi, mưa nhớ người yêu luôn dữ dằn. Hả? Không không vậy. Cái gì? Không vậy vậy. Nói gì vậy? Chuyên sạp đó. Sao? Không nói gì không nghe được chứ. Nói rất nguồn hả? Sạc pin đó. Sạc pin đâu hả? Sao là gì mở nguồn được vậy? Không có mạng. À, không có mạng hả? Nhà em có mạng mà. Tối điện thoại em có nhập wifi vô chưa? Được rồi. Được rồi thì không có mạng được. Chút điện. Chút điện hả? Định có ấm nó ra mà. Liệu làm gì vậy? Này. Hả? Lao nhà hả? Ờ, à, con ấy vô nhà hả? Đun vô nhà hả? Lấy nồi lau bóp gấp nó ra hả? Ừ. Giờ đang mưa quý vị. Vậy tới đây chia thuốc chưa xong thì trời mưa rồi. Giờ vẫn đang mưa hoài. Có vô nhà cho hay. Đang mưa làm chằn sợp nhớ người yêu nữa. Khổ ghê. Chắc chút xíu điện chứ gì. Xíu người yêu điện chứ gì. Chừng để điện thoại chồng không nghe đó. Không hay đó. Gì léo? Điện trái máy luôn. Điện trái máy luôn hả? Điện gì mà trái máy dữ hả? Điện trái máy thôi. Điện hoài. Chúc mày có đồ mày. Có đồ bí mật. À, chúc em, chúc em. Chúc có đồ bí mật. À, vậy là còn đồ bí mật cho Liễu đó hả? Ừ, Minh Kha cho biết. À, Minh Kha cho mà. Có ai nước ngoài á, gửi về. Nước ngoài gửi về hả? Mà còn đến xe phải không? Đến xe mới. Là còn bí mật, chiều giờ không nói luôn. Chiều giờ cứ nói bí mật hoài chứ không khai ha. Ủa, cái Liễu cho cái Liễu hơn mình đâu được. Ừ. Cho đồ cái Liễu, ông Minh Kha cho coi nha, thấy không? Minh Kha cười gì thấy không? Ủa, Minh Kha cười vụ gì ta? Bí mật, chắc có biết hả? Ừ, chắc biết hả? Ừ. Chà, căng quá ha. Yeah, Minh Kha ngồi vậy kìa. Bí mật. Cho độ với Liễu bí mật, nó không được. Cái gì mà tôi nằm xíu tôi nghĩ mệt mà ông nói gì hoài ông thật. Cho độ với Liễu riêng. Cho độ với Liễu riêng, sao không biết? Trời ơi, không biết, có ai biết. Hay trời. Để đi chung Minh Kha mà, chứ đi từ chung. Nhà ông. Ông chưa sách ra. Để trong xe rồi, để ý từ hồi sáng giờ đó. Ừ, độ với Liễu chúng mày nếu biết hả? Vậy hả? Ừ. Đồ đó là độ với Liễu hả? Đồ cho. Đó ta. Bây giờ muốn biết phải không? Ừ. Rồi đi ra ngoài lấy. Đi. Bí mật, bí mật. Ô, vàng vui số 9. Tấn nó buộc vàng vui số 9. Sợ cái đó, sợ cái đó. Cái quà này là rất cần với gia đình mình nha. Chào Dinh. Hả? Chào Dinh. Hay trời. Trời ơi. Lấy ra luôn đi, lấy ra luôn đi. Đó. Chào Dinh đó không? Hả? Cái gì? Chào Dinh. Ừ. Trời ơi, cái xảo nó siêu to kìa. Nhẹ nhẹ. Con xèo. Rồi, rồi trong cái chảo, trong cái bịch đen đó còn cái gì nữa không? Còn bọc gì đã ra luôn. Đi. Rồi mở ra. Cái mùi thơm bắt ngát tình đời luôn. Đó, bịch gì? Đó, bịch gì? Ngồi xuống đi Tấn. Chua. Hả? Chua. Vậy coi cái chục gì? Cho anh cục vàng nè. Đổ nước luôn được á. Chua. Hả? Gì mình sập nó coi. Giả ra coi Tướng. Giả lên coi. Giả lên coi. Giả lên coi. Gì đổ chua làm người là gỏi vậy. Làm gỏi. Đổ chua vậy. Thấy không? Nè. Không, mình sập nó. Cái đó là gì mình sập? Đậu chua. Đâu phải đậu chua. Đậu mắm. À, đi bỏ vô đi. Cái này giống như chưa bằng gì. Mắm đu đủ hả? Ừ, đúng rồi. Mắm đu đủ. Nè, tặng mày, cảm ơn tao luôn đi. Cái chảo đó mắc tiền lắm á. Dễ gì mà gia đình mà dám mua cái chảo hạ tiện không dám mua đâu. Giữ thần nha. Hả? Mấy? 3-4 triệu luôn. 3-4 triệu. 3-4 triệu hả? 2 triệu không ta? Bỏ vô. Coi trời ơi. Cái chảo, hai cái chảo với bịch mắm đó là biết của ai không? Biết. Chị gì mà tặng cái tivi khoảng sập. Chị Trang tivi. Chị Trang tivi. Chị gì? Chị Trang nước ngoài. Vậy hả? Chị Trang cho đặt cái giường á.
Na Uy á. Bỏ vô. Rồi bữa sập là anh cả trong gia đình đại diện. Cảm ơn chị Trang cho con mới liễu con quý rồi. Rồi trời cái này đâu cho con mới liễu. Mới liễu đâu, con mới liễu đâu ăn mắm được. Để mình biết sập. Gì không? Mắm dưới. Để xào nấu nấu rồi đi con. Này. Rồi sao có sẽ nói cảm ơn cho con nhà chung trong nhà hết. Cảm ơn cho chung trong nhà hết. À, trong đó có Minh Sợp nữa đúng không? Đúng. Như vậy là đồ này không phải là riêng gì của Liễu. Đồ này là chị Trang tặng cho gia đình. Chị Trang nó chuyển cái đĩa hoài đó. Vậy ha. À, chị Trang ở Na Uy. Rồi cảm ơn. Rồi vậy, chị Liễu có cảm ơn chị Trang. Đi vô nước rồi. Vậy? Đi vô nước được rồi. À. Đêm nay ngủ đem hai cái chảo vô nha. Chảo chảo đấy à. Đúng rồi, nhà dưới nhà cái cửa nó đơn sơ á. Vô cái chảo á. Chảo mất tiền. Nghe sập. Chảo rồi mất tiền không á, ở ngoài tiền mình mua đủ. Nhớ nha. Ủa cái liễu chú bỏ vô buồn rồi. Nếu mà liễu mà ngủ quên thì em lấy. Rồi lấy bỏ được. Có làm vô. Bỏ có làm vô. Có ngủ trên giường. Trên giường ngủ hả? Nay trên giường này. Mua mới lên giường hả? Công nhận chị Trang để ý nhà em thiệt chứ. Thấy là thiếu cái gì là mua lấy liền. Cái chài năm tiêu mà còn để ý đó. Tặng cái chài năm tiêu luôn. Mớp chị Trang về hỏi thăm con mình liệu qua đi. Sao biết? Biết qua mình cà đua nói chuyện mấy cái đó. Chưa mấy cái. Không thể lại được luôn ạ. Kêu bà cũ. Mình gì? Nói gì liệu? Nói lúc nãy đi trên đồng nghèo đó, hoàn cảnh nghèo đó. Biết sao mà sập, biết bữa liễu nay có quà không? Thấy cái gì? Hồi sáng là sạn đồ cho á. Thấy. Ông sập. Tôi thấy, thôi. Mà để cho xe ông thấy. Thấy sao biết cho liễu? Có nói tên mà. Món tên à. Không hay. Phải gì gia đình liễu không rồi. Có bên bu kèo, có bên thanh nữa, thanh cái chảo nữa. Thầy quen. Thế là biết. Mình cũng có nữa. Mình Kha có gì? Có chảo. Đâu có đâu. Có được ưu tiên như ông đâu không? Nhà ông. Nhà Mình Kha giàu thôi sao? Nhà giàu. Xe ở hai phòng. Hai mới giặt trọ đó ông ơi. Ở nhà mướn đó ông ơi ông. Ở nhà mướn. Ở nhà mướn khổ nghe, đừng có nói tôi nghèo nghe. Ủa giàu nghe. Nhà ông chứ Kha ở nhà trọ đó. Ừ. Ừ. Vậy là thua bé Liễu nữa ta. Bé Liễu có nhà xa, rồi. Thua xa. Bé Liễu có nhà mà Tiêu Sang có nhà sao thua, vậy? Thua văn dắt luôn à. Sao chẳng bị dắt nước chào mà dắt xuống chào nước chào luôn chơi sao? Có gà mái ăn đủ món luôn ăn dầu dấu út. Lại chẳng luôn chơi. Anh nút. Dạ dỗ cho sao? Bỏ bẩn cá. Em đó em đến nhà dỗ sao? Chị sao? Lại dạ luôn. Cá ốc nè, cơm nè. Ngồi vậy. Thật sự nói chuyện là phải ngồi. Cơm nấu cơm điện. Rồi sao nữa? Ổi, cá, bánh tráng. Nha. Dạ thầy giáo. Thầy giáo mà chứ không phải dầu dốt hả? Ngày, bữa nay tôi nghe dầu dốt, còn hôm qua tôi nghe em kêu dầu nóng ốc. Kêu kìa. Đổi tên Đăng Bạch. Hả? Đặt lại. Sao đặt lại? Sao đặt lại tên ngộ hả? Đặt lại như vậy được rồi. Ta chồng kêu anh ốc, chồng đó ốc. Thuốc hồi nãy là chia không có bịch để chia đủ chia ra hết thuốc. Nên là hồi nãy mình chia cũng được uống được 7-10 ngày. Uống liễu 10 cái buổi sáng thì 8 ngày, buổi chiều 10 ngày lại. Tại vì nó không trên lọc. Thôi quậy ơi. Mai mốt em vô tiệm mua em vô tập quá em 10.000 thôi. Tại anh không có nhớ thôi, chứ nhớ mua rồi. Mua luôn. Mua nhiều đi để mai mốt còn xài nữa. Tại vì sợ có cái cám nữa mà. Mà để mấy anh xuống chia nghe, em không biết chia gói sờ bần đó. Thôi. Đúng rồi. Ví dụ như tôi ăn quên thì có gì nhắc là kêu xuống chia thuốc nghe. Mua 20.000 được không? Đừng uống 7 nghe. Mua 20.000 được không? Được. Trời ơi, 20.000 là nhiều dữ lắm. Mũ nhỏ vậy nè. Bịch vô xương đố á. Xương đố mà nhỏ, cỡ ngón giò cái á. Hồi nãy cũng nhờ Liễu uống chừa lại, uống xong chừa lại chứ thôi mất tiêu hết rồi. Uống dịch dục hết à. Không, mình dục một mũ đó cũng uổng lắm, mới xài con lần dục cũng phí. Để dành xài lại vậy cũng tốt, nhờ vậy mà nay có xài. Không thôi thì nay lấy gì vô thuốc. Dục quá rồi. Rồi tính hồi đó giờ là dân
Dân sợ cảm ơn chị Trang hay là cảm ơn những mạnh thường quân. Rồi bây giờ Tuấn cảm ơn ai? Cảm ơn, không biết cảm ơn sao. Trời ơi, không biết cảm ơn lấy hai chảo à? Nghe nghe không? À. Không, được, mà nói cảm ơn đi. Ê, chị. Mà mình... Cảm ơn rồi, mình cảm ơn đi. Trong nhà này là mình tỉnh táo hơn những người khác á. Cảm ơn chị Trang cho cái chảo là chúc chị Trang làm ăn phát tài phát lộc. Trời ơi, im quá đó, rồi sao nữa? Mấy cái chảo hai chảo. Đúng đàng hoàng đó, đàng hoàng chứ nó cho cái chảo tưởng cái bởi vì mắm buộc mắm gì đó rồi cảm ơn chị Trang nhất quý luôn rồi bắt tạo lọc luôn rồi. Có tiền vô như nước gì không? Không, nước xài thằng nghèo, nước ngoài là xài bơ không buông hết ạ. À, nước xài buông hết là sao? Chứ không có nước Việt Nam đâu hen. Không, không. Sao không giống mình sợ ta? Ồ, tháp thì sợ chứ. Cha cho đầu quá. Cha bà nghèo đó. Anh nóng bà kêu anh kêu nó không có dù gió. Dù gió. Sáng giờ bạn gái không đi luôn hả? Không, cha đeo cây rồi. Buồn không? Không. Cha đeo cây rồi. Không buồn hả? Dạ. À, cứ gắn lên ha. Ừ. Sao hồi trưa nói là để dành tiền cưới vợ, cưới ai hỏi cưới thứ Diễm mà. Đi sao? Có nhiều khi sợ chưa mở mạng nè. Có wifi đó, không có điện á, có wifi đó. Đi dữ lắm á. Đi nó thấp. Giờ chết tắm chưa? Uống thuốc tắm rồi. Không uống thuốc, tắm thuốc rồi. Thôi điện. À, thôi điện. Thôi ngủ khỏi, điện cái móc á. 5 phút nữa ngủ giờ. Chết chứ là nên theo ngủ khò khò luôn à. Anh Kha kêu em dậy đó. Chưa tới bệnh viện. Sao anh Kha, anh ngủ rồi thôi, chút xíu đi ra vô khó ngủ. Ai? Sao? Kêu dù gió út anh nút trong kiều dầu dầu dù gió. Rồi người ta anh vậy đi. Anh dắt thì chưa dắt ăn đi, ăn nó chỉ hỏi anh dắt sạch bao bún chén cơm rồi. Bao chén cơm à. Rồi mấy clip ở của mấy anh đó hả? Ờ. Dắt cho hình đó. Sao dắt dắt đi cơm ngon quá. Ủa clip đó chưa đăng mà sao coi? Ai biết. Clip nhà thầy dấu chưa đăng mà. Mình thắng đăng vậy. Chịu điện thắng nói chưa đăng mà tôi đợi nó mà. Mình đi trước á. Là... ăn ở đâu, ăn ở đâu? Ăn ai biết chỗ nào, có cái điều rồi biết. Trong trường hình á. Hồi lúc trước rồi đó. Lít bà ăn ngon, sạc bún uống cà phê mà đợi uống cà phê ngủ cũng chắc á. À, của mấy anh em hôm qua tôi đi mua đồ cho dắt. Ừ. Rồi dắt đi qua quán phê cái đầu gặp... Sạp. Gặp ờ gặp sạp ăn cơm. Sạp gặp xong cơm. Dù gió út. Nhiều út. Dù gió út. Hai chào luôn rồi. Anh hai. Dù gió út. Kêu anh hai em. Kêu dù gió út. Thôi à. Rồi suốt lần nữa cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Bye bye chị Trang đi. Bye bye chị Trang. Bye bye chị Trang. Bye bye mọi người. Bye bye. Có ai cũng chúc hay chứ có liệu chúc có một câu một à? À có nhiều đó. Rồi chúc sau nghe cho hay hay xíu coi liệu. Chúc tiền nước được rồi. Mốt tiền nước được rồi cho liệu chúc nha. Thôi giờ giải liền đi. Giấu phải cái chảo nghe chừng chọn lấy nha. Ừ. Nè nè, Minh Sộp dạy em chút sao? Ủa vậy? Ờ đúng rồi vậy em. Chứ sao? Không có dạy cho em biết. Chúc vậy rồi mốt gặp lại. Không có dạy sao anh cho em mai mốt em coi clip em biết à? Chúc vậy luôn rồi. Ngủ rồi. Ờ ngủ hả? Thấm thuốc, phải không? Thấm thuốc. Mới uống này thấm gì ta? Uống này nãy giờ 15 phút rồi. 15 phút mà thấm gì? Thấm thấm. Bây giờ gì? 15 phút rồi. Ê, đi thấm đi, dầu vô út. Đi. Thấm đi hả ngủ em? Đi thấm một hồi quên á, đi lẹ. Lát phê ngủ à? Đi thấm đi rồi. Lên giường ngủ nha, anh gì nói rồi, đi thấm đi, thấm đi. Rồi bữa nào rảnh anh xuống trước, đi chơi tiếp, chơi vài ngày. Rồi thôi về nghe bé Liễu. Mẹ ngủ chưa? Mẹ ngủ chưa? Mẹ ngủ hen. Rồi nói mẹ về luôn. Rồi, chào Tuấn Ngang. Chào Minh Sộp nha. Chào. Rồi kính chào toàn thể mọi người.